Xin chào mọi người. Thời tiết năm nay thật là lạ mọi người nhỉ. Đến tháng 4 rồi mà mình vẫn phải mặc áo phao, bởi vì là mình ở trên vùng cao đấy, nên là hôm nay nhiệt độ chỉ 17 đến 19 độ thôi. Cho nên là ra vườn vẫn phải mặc áo phao đấy mọi người ạ. Mà năm nay thì mưa rất là nhiều luôn, cho nên là quả kể cả dâu tây với cả cà chua của mình thì không được đẹp như mọi năm nhé. Thế nhưng quả mà cà chua đây ạ, và dâu tây của quả cà dâu tây cuối vụ thì vẫn rất là ngọt, bị thối rồi, chín đỏ cả vườn luôn nhé. Về cả kể cả cà chua cũng thế mọi người ạ, vẫn đẹp. Tuy rằng là có chăm khó hơn mọi năm nhưng mà vẫn giữ nguyên được vị ngọt nhé. Đây là sốt cà chua với chú nhớ là món tiết. Quả này còn bé nhỉ, cũng không lên nhỉ. Đây vẫn là cà chua bạch tuộc nhé mọi người. Cà chua bạch tuộc ạ, nhưng mà đây là dạng vừa nhé. Chị vừa rồi ấy, mình thu hoạch đợt đầu tiên là quả cà chua to, còn đây là quả cà chua vừa. Đây.
quay vào đây cho mọi người xem. Đấy, chua còn chưa chín hết này. Đấy, đẹp. Đây mình hái xong rồi nhé mọi người ơi. Hôm nay thu hoạch được một rổ nhé.